Chào mừng anh chị em đến với kênh Mr. Vinh Pro Vlog, một kênh chuyên về những kiến thức về tài chính, những công cụ hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình trade và luyện tập. Mong rằng là những kiến thức mà tôi gửi đến anh chị em mình ít nhiều cũng giúp anh chị em mình tránh đi những cú lừa về nhóm này, nhóm kia, rồi dự án ảo này, dự án ảo kia. Và trong quá trình chúng ta luyện tập thì kết hợp với những công cụ mà tôi gửi đến, hy vọng anh em mình sẽ tiến bộ nhanh hơn trong cái nghề này, nghề tài chính forex này kia vân vân. Rồi một lần nữa mong anh chị em hãy chia sẻ kênh của mình ra khắp nơi, những cái nền tảng xã hội mà anh em mình đang có. Những điều đó tôi tin rằng là anh em mình cũng đang làm một điều tốt cho ai đó. Hy vọng là những điều mà anh em mình chia sẻ như vậy đó, và những cái mà tôi chia sẻ thì sẽ đến được một ai đó, và một ai đó có thể thoát được một mớ cái việc mà chúng ta mất tiền anh em. Cho nên là hy vọng rằng những điều mà tôi làm và anh chị cùng tôi làm, chia sẻ, đó sẽ làm một điều tốt cho chúng ta. Em ha. Vậy thì một lần nữa, trong buổi thứ ba hàng tuần thì tôi xin gửi anh chị em một cái con robot mà nó chạy theo cái tín hiệu buy sell. Thì anh chị em nào mà chưa xem hãy vô đăng ký kênh Mr. Vinh Pro Vlog, và đăng ký rồi thì chúng ta sẽ tìm được cái kênh này, tìm được cái bài là robot chạy theo mũi tên buy sell này. Thì hôm nay nó chính là một version 2 của robot chạy theo mũi tên buy sell này anh em nhé. Thì tại sao nó gọi là version 2? Thì version đầu tiên của nó như thế này. Ví dụ như là nếu như nó sell thì tín hiệu đầu tiên nó sell mà nó thua thì nó cứ sell đủ khoảng cách sai thì nó cứ vào, đủ khoảng sai nó vào, và nó không quan tâm những tín hiệu tiếp theo. Nên mà nó không quan tâm những tín hiệu tiếp theo, có nghĩa là những tín hiệu tiếp theo của nó không có ảnh hưởng gì hết. Nên mà đó, khi nào mà làm xong rồi nó mới tiếp tục xét tín hiệu tiếp theo. Đó là phiên bản 1. Ở phiên bản thứ 2 thì sẽ nâng cấp hơn, cao hơn. Hoàn toàn chúng ta sử dụng cái tập đó chúng ta trade được nha anh em, bởi vì tất cả nó đều có trong đó hết mà tôi chưa hướng dẫn mà thôi anh em nhá. Thì cái công cụ này nè, nó vẫn có một chức năng, đó là chúng ta thấy này vào, và khi mà thấy mũi tên tiếp theo nó vào tiếp, mũi tên tiếp theo nó cũng vào tiếp, và mũi tên tiếp theo nó cũng vào tiếp. Cứ có mũi tên là nó múc, có mũi tên là nó múc, và tùy vào khoảng cách mà chúng ta xét mà thôi, để coi nó vào liên tục hay không. Đó rất là hay anh em nhá. Thì anh em mình hãy theo dõi kênh để có được nhiều cái công cụ hỗ trợ và những kiến thức. Đôi lúc những cái công cụ mà tôi viết ra và tôi chia sẻ như vậy, có nghĩa là chia sẻ cho anh em những cách đánh rồi, những phương pháp đánh rồi, khá là hay ở thị trường này anh em nhé. Một lần nữa anh chị em hãy đăng ký kênh và chia sẻ kênh của mình ra thật nhiều nơi, nhiều anh chị em, để anh chị em biết đến cái kênh của mình nhiều hơn. Facebook, Zalo, Instagram, rồi TikTok này kia vân vân anh chị em ha. Anh chị em hãy theo dõi hết cái clip hôm nay để biết là cái cách đánh của nó như thế nào, cụ thể ra sao, và cái set của nó là sao ở đây ha. Chào mừng anh chị em đến với kênh Mr. Vinh Pro Vlog. Một kênh chuyên về những kiến thức về tài chính, những cái công cụ hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình trade và luyện tập. Thì theo như hồi nãy tôi có nói thì robot hôm nay chạy theo cái phương pháp gì thì rõ ràng tôi nói sơ rồi. Đó là một cái phiên bản nâng cấp của việc mà bắt những tín hiệu này. Và những tín hiệu này là những tín hiệu mà anh em mình có rồi nhé. Anh em mình đã theo dõi rồi thì chúng ta theo bắt thôi. Còn anh em nào muốn thì bắt những cái indicator theo cái indicator mà tôi đang để ở màn hình đây. Và tôi cũng đã chia sẻ rồi nên nhé. Đó chính là cái chia sẻ hai cái indicator CCI đây. CCI và AC đã chia sẻ rồi đây nhé. Phải nguồn này kia luôn, anh em mình có thể nghiên cứu. Đó, còn nếu anh em mình có sẵn indicator rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt nó nha. Bởi vì cái robot tôi viết là nguồn mở, gần như 95% các indicator có mũi tên như vậy đều bắt được theo phương pháp mà tôi làm ra anh em nhé. Đó, thì anh em mình hoàn toàn có thể vận dụng được để ít nhiều gì cũng giữ được bản quyền đó. Thì hy vọng kiếm được lợi nhuận đều, đó là điều mà tôi mong muốn anh em nhé. Thế bây giờ chúng ta xét thử nghe xem như thế nào anh em ha. Đó, đầu tiên thì mình phải set. Đó, thì tôi sẽ lôi con robot nó vào. Ctrl N. Đấy. Ctrl N. Và con robot nó đâu? Đấy, version 2 này nha anh em. Rồi chúng ta lôi vào, và cái hôm nay tôi hướng dẫn chị em mình chính là cái cài đặt. Đó, thì tất cả các nghịch xu hướng thì anh em mình xíu tôi nói sau anh em nhé. Đó, anh em nào xem các clip trước thì cũng đã hiểu rồi. Nghịch xu hướng thuận hướng, cái hôm nay tôi chỉ nói anh em mình chính là cái ở vị trí này đây. Đó,
và tôi tập trung vào việc bắt ở đến một khi đến không là nháy 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 hoài này, nhiều indicator nó sẽ nháy liên tục và làm cho chúng ta bắt bị trượt. Robot thì nó cứ bắt đúng thứ tín hiệu thôi, nó rất là rõ ràng, xuất hiện là tôi bắt, còn bắt xong anh xóa là chuyện của anh, còn tôi bắt rồi này nha, bắt lệnh rồi anh em. Cho nên là thông thường là mình để ở đến một thôi, tức là xuất hiện đến một thì tôi qua đến mới tôi bắt anh em ha. Đó, và đây là tính năng mà hôm nay tôi giới thiệu anh em mình, đó là tính năng mà sử dụng tín hiệu cho tất cả các lệnh luôn. Bình thường phiên bản một anh em nhớ nha, phiên bản một chính là phiên bản mà bắt tín hiệu đầu tiên thôi, thời điểm vào lệnh thôi, còn lại là việc nhồi lệnh là thuận xuống và nghịch xuống nó làm. Còn bây giờ thì khi mà bật chúng ta bật tính năng này lên, tính năng này trong tất cả các robot bán tự động của tôi đều có nha, anh em mình xem kỹ lại các clip đều đa số đều có đúng không, mà quan trọng là tôi mở ra hay không mà thôi, đa số có vài cái tôi cũng đã mở xem anh em nào có kết hợp được hay không. Thì nó thể hiện một điều là bắt đầu từ thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng phải bỏ tín hiệu thì tôi mới vào đó, còn tín hiệu đó mà muốn kết hợp với khoảng cách cũng đều được luôn nha anh em. Đó, tức là vừa thỏa tín hiệu và vừa thỏa khoảng cách đều được luôn. Đó, còn hiện tại anh em mình muốn là chỉ thích áp dụng tín hiệu không thôi thì chúng ta xét giống như tôi xét này, anh em xét giống như tôi xét, đó là xét cái khoảng cách, xét khoảng cách âm này vô, là có nghĩa là nó không quan tâm khoảng cách nữa anh em nhé. Đó, không quan tâm khoảng cách nữa, ý nghĩa đó là vậy, ý nghĩa của tôi để số âm như thế này có nghĩa là không quan tâm đến khoảng cách anh em nhé. Còn anh em nào muốn vừa quan tâm đến khoảng cách mà vừa quan tâm đến tín hiệu thì thêm số vào. Anh em nha. Rồi ok, thì bây giờ tôi xét thử và coi họ và tên của indicator này có chưa. Đây vẫn chưa có anh em nhá. Ok, thì bây giờ tôi sẽ lấy cái họ và tên của indicator này. Trước mắt thì chúng ta phải xem cái indicator đó là không là sell, một là buy. Chúng ta nhớ nha, không là sell, một là buy. Ok, thì chúng ta vào chúng ta lấy đúng cái tên để cho chắc. Chúng ta ngồi mà gõ gõ sai là nó không bắt anh em ha. À, nó bắt hai cái rồi nè nè, nãy giờ mượn một nó bắt hai cái rồi đây nè, đây nó bắt chuẩn luôn. Đó, vào indicator và chúng ta đi tìm cái tên của nó, rồi chúng ta đi chuột phải và rename. Nói rename chúng ta không có rename nha, chúng ta chỉ mượn công cụ đó để chúng ta copy paste thôi, copy thôi, chúng ta không có rename nữa nha. Ctrl C anh em ha, đấy Ctrl C và tắt đi đó, và vô trong cái robot của chúng ta này nha, vào trong cái robot. À, và copy vào này nhé, copy vào và họ và tên indicator này, cần Ctrl V và nhớ hồi nãy là buy là một và sell là không anh em nhé, tùy indicator, những indicator là 4 5 gì đó vân vân, chúng ta phải xét cho kỹ vô này. Rồi chúng ta bấm ok thôi đó, và nó sẽ chạy cho chúng ta này nhé. Thì đó chính là cái indicator mà chúng ta vừa kéo vào. Rồi chúng ta bấm Ctrl R và chúng ta test thôi. Đây, tôi có test sẵn một cái ở đây. Đi. Và bây giờ chúng ta bật test lại. À, đây là một cái khoảng cách. À, đây tạm thời tôi có một cách set như này. Anh em nào để mặc định thì ok nhá, để mặc định thì nó là không khoảng cách, có một cách set là khoảng cách nữa này này nhá. Khi mà chúng ta có set hoặc là chúng ta để số 0 thì ý nghĩa của nó như này. Để số 0, đây tôi sẽ cho nó chạy và chúng ta sẽ xem như thế nào nha. Nó chạy luôn. À, để số 0. Và chúng ta sẽ kéo cái indicator nó vào, Ctrl R và O N. À, kéo cái indicator nó vào này ha. Kéo vào xem nó ở đâu. Kéo nó vào nè. À, cho thằng này rộng rộng lên, cho thằng này rộng lên. Cho thằng này rộng lên. Ok một cái. Đấy. Bấm O2 cho nó ra cái nến. Rồi và bấm Ctrl R và chúng ta cho nó chạy em nha, và phóng to lên ha. Đấy. Đấy, chúng ta thấy sale không? Sale nó vào sale. Nhưng chúng ta nhớ cái set này là cái set tôi để khoảng cách là không nha anh em. Không có nghĩa là như thế này. Ví dụ như sale ở đây mà nếu lên đây mà có tín hiệu sale nữa thì nó bút tiếp. Đây này có tín hiệu sale nó bút tiếp, đây này có tín hiệu sale nó bút tiếp. Và khoảng cách của nó là chỉ cần tối thiểu là không thôi, trên lịch cái này là không thôi. Anh em ha, đó 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 đó. Tuy nhiên mà lỡ như lên đây sale rồi mà xuống đây nó có một tín hiệu sale nữa thì nó không bút, là do nó không còn không nữa mà nó bắt đầu âm lại rồi. Anh em nhé, đó cách chơi của nó là vậy đó. Thì tạm thời chúng ta sẽ thị phạm nè, đó bài nè, đó sale thấy không, sale trên này nó cao hơn cho nên nó múc và nó chốt sale. Anh em thấy cái bài không, cái bài nó nhảy 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 nhảy, nhưng mà nếu như thật sự với bài này chắc chắn chốt rồi thì nó mới vào lệnh nha, nó không có vào liền. Vào liền là khi chúng ta để đến không nha anh em. À, rồi bài lý do đây nó không chốt nè nè, nó không vào lệnh nè là do ở đây nó cao hơn rồi, nó đang chơi ở việc thuận xu hướng
Có nghĩa là khi mà chúng ta xét cái số có khoảng cách thì nó sẽ chạy theo trục xu hướng của mình xu hướng. À, anh em ha, à, tức là hoàn toàn có độ kết hợp rất là tốt. Rồi trên đây có thuộc xu hướng nó bút. À, sell tiếp này anh em, sell sell này. À, sell vào tiếp và buy đấy. Và đây anh em thấy sell tại sao nó không vào ở đây nhá? Là sell đây là không thỏa thuận xu hướng nha anh em, không thỏa thuận xu hướng. Sell đây cũng không thỏa thuận xu hướng luôn, anh em ha. Và sell đây thì lại vào đấy. Sell đây là sell thuận xu hướng nè, chứ không phải là vào sell nha anh em, đây là thuận xu hướng. Đó, đây nó vào buy rồi, vào buy đây rồi. Lý do tại sao không vào buy đây thì chúng ta hiểu nè, đây là vào buy nhưng mà vào buy đây á thì nó lại cao hơn thằng này, nó không vào. Nên hình dung ý tôi nói không? À, đó là cách chơi nhá. À, xíu nữa chúng ta sẽ để ý cái chart này và chúng ta sẽ thấy được là chỗ đó nó sẽ vào khi mà tôi xét lại khoảng cách. À, nói chung cách chơi này cũng khá là hay, khi mà chúng ta đi vòng lên nó không có vào nhồi thêm lệnh nữa anh em nhá. À, và cứ cho nó chạy thử xem là việc âm này ít hay nhiều hơn. À, thì việc như này nó ít nhồi lệnh hơn thì khả năng nó sẽ an toàn hơn một xíu anh em nhá. À, nó ít nhồi lệnh hơn, nó ít vào lệnh nhiều hơn đó, nó có những tín hiệu nó sẽ bỏ qua. Nó bỏ qua lý do là vì nó không thuộc khoảng cách anh em ha. Chúng ta phải xem kỹ clip để hiểu hơn nhá. Bài nè, đấy thằng này cao hơn cho nên nó không vào bài và đợi chốt đó, chốt bài. Anh em mình tôi phân tích chỗ này một chút nha. Thì ở đây là nó vào bài ở đây và ở đây nó bỏ qua tín hiệu bài này, lý do bài này nó cao hơn bài này rồi không chơi, bài này cũng cao hơn không chơi này nhá. Tuy nhiên xíu này chúng ta sẽ xét một khoảng cách là nó sẽ vào luôn. À, và chỗ này bài thấp hơn thì chơi và đợi chốt thôi. Nè mà đây là cách mà nó khá là hay, đó là với điều kiện là chúng ta xét rõ ràng khoảng cách anh em nha. À, rõ ràng khoảng cách rồi sao cũng vậy. À, chúng ta đợi nó thắng một hồi rồi chúng ta sẽ qua thử một cái kiểu xét với cái chế độ là không khoảng cách xem sao, bất cứ tín hiệu nào nó cũng múc anh em nha. À, cái điều mà xét khoảng cách này là anh em phải vận dụng cho tốt ha, coi đi coi lại clip này để hiểu hơn cái mà tôi nãy giờ mình nói anh em nhé. Đó, có tín hiệu là múc nhưng mà bài thì không múc do không thỏa thuận xu hướng này kia anh em ha. À, đến đây thỏa thì nó mới múc nè. À, nó lên là âm luôn, là vỡ mồm luôn, là quê luôn, không biết để mấy ngàn nữa. Ui rồi âm 100 mấy chục đô anh em nhé, 110 mấy đô hồi nãy đó chúng ta vừa thấy và cuối cùng cũng chốt được, nói chung cũng âm 110 mấy đô. À, mình dừng lại đi cho nó vui, cho nó hên như lỡ xuống âm quê lắm. Ok thì đây mà chúng ta xem là đến ngày bao nhiêu nha. À, đấy khoảng 2 ngày, từ ngày 10 chạy đến ngày 20, khoảng 10 ngày. À, chạy được khoảng gần 5%, 4% mấy đây nhá. Đó là cách chơi đó, nó sẽ âm ít hơn. À, âm ít hơn 100 mấy, hồi nãy tôi thấy âm có 100 mấy thôi. Thì đó là một cách chơi mà nó làm cho chúng ta cái việc mà vào ít lệnh hơn anh em ha. Xem kỹ là clip chúng ta sẽ hiểu hơn. Rồi bây giờ tương tự tôi sẽ tắt nó đi nha, tắt nó đi và tôi sẽ set lại với khoảng cách là âm 2000, đúng không? Âm 2000 ở đây. Đó, tức là khi mà tôi để âm 2000 ở đây có nghĩa là nó sẽ không bị khoảng cách nữa. Đó, hoặc là âm 20.000 vậy anh em ha. Chúng tôi có cái set này rồi thì lót đi, có cái set này rồi lót đi đây nha, không khoảng cách, không phải set ra trong đây. À, trong reset đây bắt mũi tên liên tục nhưng mà không khoảng cách luôn, tôi bắt liên tục luôn đó. Cứ tôi cứ để âm 2000, âm 2000, âm 2000, chúng ta nhớ số âm nhá. Đó, âm 2000, âm 2000, âm 2000, tức là bắt bắt chấp luôn, có mũi tên là bắt, có mũi tên là bắt. Ok rồi, à, khoan xem có đúng cái indicator đó chưa anh em. À, đúng thì mình mới chơi đó, đúng rồi nha. Và buy là 1 và sell là 0. Ok chuẩn úp rồi, Ctrl G O2 Ctrl N đó, chúng ta kéo cái indicator này vào. À, và chỉnh. À, một lần nữa thì nói rồi, anh em hoàn toàn có thể lấy indicator của chính anh em mình nhé, không nhất thiết phải là indicator này này nhé. À, kéo vào và xem kỹ là cái clip này, anh em nào chưa xem kỹ thì xem kỹ là clip này nhé. À, cái việc mà thay đổi tên này kia anh em mình sẽ hiểu hơn, robot chạy theo cái mũi tên indicator buy sell này anh em ha. À, để hiểu hơn về cái việc mà nó vào lệnh. Rồi chúng ta cho nó chạy thôi, Ctrl R và cho nó chạy. Bây giờ là cứ có là nó múc thôi anh em ạ. À, đấy, có mũi tên là múc anh em thấy không? Có mũi tên là múc, có mũi tên là múc. Nhưng mà mũi tên chắc chắn mới múc nha, còn mũi tên nháy nháy là không chơi. À, đấy, có mũi tên là múc. Đấy, nháy nháy là không chơi, anh em thấy nháy nháy là không chơi không? Đó, có là múc rõ ràng và không bỏ một mũi tên nào hết. Anh em nha, đấy không bỏ mũi tên nào hết.
Từ khi nó thỏa thuận xu hướng rồi thì bốc tiếp thôi. Đây anh em thấy bài không, bài nó bốc qua đây, bài nó bốc, để tôi dừng cái này tiếng nha. Chỗ này anh em thấy chỗ này nè, chỗ này trong một khi nãy là bài chỗ này nó không bốc nhưng mà bài bên đây thì nó đã bốc. Đây tôi sẽ kéo qua đúng cái vị trí đó, đây đây đặt gáp đó lên anh em nhé. Đó đây nó vào, nó vào lệnh nè, vì ở đây nó có một mũi tên nè, do mình tắt rồi thì nó không còn mũi tên nữa. Đó đây nó có một mũi tên và nó vào, và qua đây nó có một mũi tên nữa thì nó không vào, đúng rồi nhanh nhá. Đây cái đoạn này đó, đoạn ngày 12 nè, qua đây thì cũng là đoạn ngày 12 này, anh em thấy không, đoạn này đây đó, chính là đoạn này đây, anh em nhìn nha, thấy cái đoạn gáp này nè. Thì qua bên đây nó cũng là đoạn đó đó, đoạn hồi nãy con ta vừa test này đây đó, và qua đây nó có một mũi tên nữa và nó không vào, nhưng mà con mới chỉnh khoảng cách thì nó vào này mà, tức là giờ cứ có mũi tên là nó vào, nhưng mà mũi tên chắc chắn nha, mũi tên xuất hiện rồi nha. Đó, còn nháy nháy là nó không vào, anh em thấy không, nháy nháy nó không vào, anh em xem kỹ clip chúng ta sẽ thấy. Đó thế thôi. Đó, tuy nhiên là nó vào nhiều hơn bình thường, là khả năng nó nguy hiểm hơn bình thường, như con vừa rồi là nguy hiểm hơn một chút đó nha anh em. Đó anh em thấy không, bình thường là lệnh này sẽ không có nè anh em, do nó cao hơn lệnh bay này là không có, nhưng mà bây giờ thì có luôn, cứ có mũi tên là múc thế thôi, không quan tâm bố con thằng nào đấy, cứ có mũi tên là múc. Đó đấy, có là múc thôi. À, và đợi lời thì chốt, có mà có chắc chắn rồi nha, có ở đến trước đó. Đó chốt sale, ui thằng này âm nhiều hơn, hồi nãy âm mười mấy, còn bây giờ âm hai mấy thôi. Đó ok anh em nhá, và dương từng này chúng ta xem là bao nhiêu ngày. Đó thì từ ngày 10 cho đến ngày 14 ăn được 62 đô thì ok, nói chung thì rủi ro cao thì có khả năng kiếm tiền sẽ cao hơn, thì đó là cách chơi của cách con robot này. Và cái quan trọng mà tôi muốn nói đến anh chị em mình đó là cái khả năng tín hiệu này ra xác suất đúng tới đâu mà thôi. Nếu nó đúng thì mình lượm tiền. À, cái này là nó sai rất nhiều lần rồi nó mới đến đây nó mới đúng này nè. Đó. Cho nên là nếu mà có tín hiệu tốt thì chúng ta sẽ thành ra cái việc mà chúng ta kiếm tiền thụ động là đơn giản anh em ha. Đó. Cho nên mong rằng là những công cụ mà tôi gửi đến anh chị em mình sẽ giúp anh chị em mình trong quá trình mà kiếm tiền thụ động và một ít tiền trong quá trình mà chúng ta trade. Tuy nhiên cũng nói đi nói lại là chúng ta phải tìm hiểu cho kỹ, tìm hiểu từ cái thông số cho đến time frame, cho đến ngày nào tín hiệu đó như thế nào, backtest cho kỹ rồi chúng ta hãy tham gia thị trường anh em ha, chứ đừng để mất tiền oan phí. Khi hiểu kỹ rồi thì chúng ta hãy chiến anh em nha. Một lần nữa cảm ơn anh chị em rất nhiều, đây là cái chiến thuật mà tôi gửi anh chị em mình hoàn toàn là mở nguồn mở, anh chị em mình có thể xét được bằng nhiều cách anh em nhá, anh em mình có thể xét được bằng cách giữ bí mật của chính bản thân mình luôn. Đó, bằng những indicator của chính anh em mình và việc mà chúng ta tìm hiểu kỹ cách lái con robot này là một điều thật tuyệt vời, khi mà chúng ta biết rằng là chúng ta chỉ cần thay đổi một cách thôi là cái việc nó sẽ khác, em thấy không. Đó. Thì đó là một trong những kỹ thuật mà tôi xin gửi đến anh chị em mình. Đó, anh chị em mình có thể tăng khoảng cách lên cho việc mà nó vào lệnh ít hơn vân vân. Thì mong rằng anh chị em sẽ vận dụng được con robot này thật hiệu quả và kiếm được một ít tiền, hy vọng là nó sẽ ổn định và đều đặn. Anh chị em nào mà mới vào nghề thì hy vọng rằng là chúng ta phải nên demo thật nhiều và quá lắm thì chỉ là tài khoản sen với những lot chơi nhỏ nhất. Rồi cảm ơn anh chị em mình rất nhiều, mong anh chị em hãy chia sẻ kênh của mình khắp nơi, khắp các nền tảng xã hội anh chị em mình đang có, laptop, điện thoại, mà có nền tảng nào chúng ta chia sẻ nền tảng hot, Zalo, Telegram, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook vân vân anh em ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị em mình rất nhiều, mong anh chị em mình ủng hộ để tôi có động lực làm ra nhiều clip hơn, làm ra nhiều công cụ hơn, và mong những công cụ mà tôi gửi anh chị em mình sẽ giúp ích anh chị em mình. Một lần nữa là hy vọng là sẽ kiếm được tiền thật sự anh em ạ. Đó ok, bye bye anh chị em mình rất nhiều, chúc anh chị em mình trade thành công. Khoan khoan anh chị em mình mà đau thì anh em mình vào Telegram đau nhé, và tìm đúng cái tên file này nhé anh em. Đó, tìm đúng cái tên file này anh em nhé, và chúng ta đau về anh em ạ. Đấy sẵn mình coi đúng cái report này bao nhiêu, đây âm cao nhất là 132 đô ok, thì chúng ta vào tìm đúng cái tên file đó là chúng ta sẽ đau về được anh em ạ. Đau về được, và cái set này thì tôi cũng sẽ gửi anh chị em mình luôn. Mà không cần sẽ gửi đâu, tại vì cái set này tôi đã set sẵn cho anh em rồi, anh em mình chỉ cần muốn thay đổi sao thì chiến thuật mình mà thôi anh em nhé. Ok, cảm ơn anh chị em mình rất nhiều, mong anh chị em mình chia sẻ kênh nhiều hơn nhé.